ánh trăng trên ô cửa toa tàu. Húng vía, vậy là không trễ. Chàng đã thở phào và nghĩ thế khi đưa vé cho chị kiểm soát vé khá xinh trước khi vào sân ga. Đoạn đường từ nhà tới ga thường ngày đi cùng lắm 20 phút, thế mà hôm nay đi mất hơn giờ đồng hồ. Kẹt xe, chết đứng giữa đường, mặt giam giáp trường ra với bụi và nắng. Mồ hôi nhễ nhại, quyện lại, nhầy nhụa giữa áo và da. Tai ong ong inh ỏi những tiếng còi xe tranh đường nhích từng nấc, đầu nghĩ là chậm giờ tàu, kiểu này khéo đi tòng cái vé. Cả tạ thóc chứ chả đùa, nếu về nhà kể lại, kiểu gì bố cũng chép miệng nói vậy. Ấy vậy mà còn kịp, tàu cũng bị kẹt, cứ tưởng tàu một mình một đường, chẳng ai chặn thì không kẹt. Nào ngờ tàu phải xuất phát chậm vì chờ tàu khác vào ga rồi mới có lệnh chuyển bánh. Chàng xách ba lô nhảy lên đúng toa tàu theo vé đã ghi, tưởng đi trễ thì một mình một đường, đường quang tạnh người. Nhưng nhầm, người người lên lên xuống xuống ở cửa toa đông như kiến chạy lụt. Cửa toa tàu trở thành bé tin hít so với những hành lý của khách đưa theo. Bỗng chốc, chàng thấy mình như thành con kiến ngập lụt trong mớ hàng hóa ấy. Chầm thứ ba dần, thôi thì đủ cả. Bịch to, bịch nhỏ, thùng lớn, thùng bé, ai cũng kéo theo hàng hóa, cồng kềnh và nặng gấp đôi gấp ba mình. Cứ như họ định khuân cả Sài Gòn về quê. Thời buổi này hàng hóa có chỗ nào không có đâu. Chỉ cần tiền, có tiền thì ở đâu hàng hóa gì chẳng có. Không biết họ nghĩ gì nữa, bất ngờ nhất là đến cả chó, gà cũng được xách lên tàu. Không hiểu sao họ lách qua được cổng kiểm soát, kể ra cũng thánh thật. Tất cả cứ vậy mà nhung nhúc lên xuống, thế mới biết không chỉ mình trễ, chàng nghĩ mình trễ là do kẹt xe, không biết những vị thượng đế này do gì, hay là quen tính giờ cao su, một trong những bản sắc của người nhà mình. Loay hoay một chặp, chàng cũng tới được vị trí mà trong vé tàu ghi là có chỗ dành cho mình. Khi chàng tới, các hành khách xung quanh đã yên vị đâu vào đấy, còn đúng chỗ chàng, hành lý những người đi trước quá nhiều, chàng hết chỗ bỏ, đành quăng ba lô dưới gầm ghế. Anh ngồi đây à? Vâng, chào anh. Vậy là đủ, chạy ấu đi cho rồi, lóng qua. Chàng nở nụ cười thân thiện nhất có thể với ba người ngồi cùng bàn, nói thân thiện nhất có thể vì không khí trên tàu khá ngột ngạt. Tết đến đít rồi mà Sài Gòn vẫn nắng, nắng vàng mắt, và tàu chỉ người với hàng, đến không khí cũng loãng lách so với dưới sân ga. Anh chàng ngồi đối diện xem ra khá sởi lởi. Anh lôi chai trà xanh không độ, loại truyền hình vẫn quảng cáo ra giả hàng ngày, vặn nắp làm một hớp và đẩy về phía chàng. Lóng quá, làm một hớp cho mát. Dạ, em cảm ơn. Khách khí gì, trước lạ sao quen, đi với nhau còn dài mà anh về đâu? Anh ta vừa nói vừa ấn chai trà xanh không độ 100% trà xanh thiên nhiên vào tay chàng. Em về Thanh Hóa, còn anh? Em về Linh Bình. Anh ở Ninh Bình, gần Hoa Lư không? Linh Bình là quê vợ em đây, nhà mình gần Hoa Lư em nhỉ? Vừa nói anh ta vừa quay lại hỏi cô gái ngồi kế bên. Chị vợ cười, giờ chiếc răng khểnh như di tích của tuổi thơ không chịu nhổ răng đúng thời kỳ. Dạ, gần Hoa Lư. Còn em ở Hà Nội, hai vợ chồng về ngoại đón thằng cu con gửi ngoại rồi mới về nhà. Hà Nội cũng nói lộn, N thành L. Không, Hà Nội cũng 37 loại, em ở Gia Lâm uống nước sông Đuống, giáp Bắc Linh lên ló thế. Tít 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 tít, chiếc điện thoại rung lên hai nhịp, tê đùi tin nhắn. Lần này ngồi cạnh một nàng xinh chứ. Tin nhắn của thằng bạn thân như thành cái lệ. Hễ biết chàng đi đâu, bắt đầu lên xe lên tàu là nó lại nhắn tin gọi điện hỏi xem có được ngồi cùng em nào không. Rất tiếc là không, số chàng thế, cạnh chàng là gã trai trên dưới 30, mặt mày bóng nhẫy, tóc vuốt rèo bóng lộn. Đảm bảo mũi hay rồi bay mỏi cánh vô tình đậu xuống kiểu gì cũng trượt chân, không gãy chân cũng gãy cánh. Lúc sau bắt chuyện mới biết gã là tiểu đại gia mới nổi ở Sài Gòn, chữ của gã dùng. Nay gã về quê ăn Tết, đáng lẽ là đi máy bay nhưng đặt vé không kịp thế là phải đi tàu. Trông gã khá kiểu cách và luôn muốn tỏ ra là kẻ tiền nhét đầy mông, kiểu trưởng giả học làm sang. Nhưng lúc ấy chàng không muốn cái vía đen ám vào mình và bị thằng bạn cười khẩy nên chàng nhắn lại. Lại trời, lần này đúng là một em, nhưng xấu, chắc tao đã hóa giải được cái dớp, lần sau nhất định khá hơn. Xấu cũng được, bắt quảng lấy cho vui. Nói sao nhỉ, mặt toàn mụn, trông cứ như mặt đất Afghanistan vừa qua trận oanh tạc của Mỹ, toàn ổ gà ổ voi, xe tăng chạy vào chắc cũng xa lầy. He he, nó mà biết nó vả mày rụng răng, vậy nha, đi an toàn. Vài tin nhắn của thằng bạn khiến chàng sực nhớ một kết luận chung, tóm lại là chàng thu hẳn nó khoản đi đường. 4 năm đại học xa nhà, hai thằng ở cùng phòng, đi đi về về cỡ hai bàn tay tính chưa hẳn hết lượt. Xe có, tàu có, nhưng chưa lần nào chàng may mắn được ngồi cạnh một em nào đó, hoặc cụ ông, hoặc nam nhi trai tráng. Nếu là nữ, cũng cỡ tuổi mẹ hoặc bà ngoại, chàng bù cho thằng bạn đi đâu nó cũng vớ được em ngồi cạnh,
để tỉ tê tán gẫu cho đỡ buồn, đỡ ngáp vặt. Có lần trên chuyến xe tour hồi năm tư nghỉ hè về, nó ngồi cạnh em sinh viên năm 2 trường nghệ thuật, xe xuất phát lúc 6 giờ tối mà 11 giờ khuya khi xe tắt điện, hành khách đa phần ngủ, riêng nó và con em ngồi cạnh hôn nhau xoắn xuýt. Nó và con em ngồi ngay sau ghế anh Tài, tới khi con em xuống xe, anh tài xế mới quay lại nói, chiếc xe này sướng nhất mày, yêu lâu chưa mà dữ dằn thế, nó đáp tỉnh rụi, vừa que lúc lên xe, anh Tài còn thiếu nước vái sống nó làm sư phụ. Có lần chàng không tin vào chuyện đen đủi này liền nói, hai thằng về mỗi thằng ngồi một dãy ghế khác nhau, không ngồi chung nữa, chàng lên trước ngồi ngay dãy ghế thứ hai. Thằng bạn phải xuống dãy ghế phía cuối xe, được lúc có em lên xe, đằng trước các ghế đã đầy, duy nhất còn ghế cạnh chàng, chuyến này chắc mầm lịch sử phải sang trang. Chàng nghĩ và đánh mắt về phía cô em ra chiều, mời em cứ tự nhiên cho. Ai ngờ em không phản ứng gì, đi tụt xuống phía sau. Đúng lúc ấy, Lulu mợ nạ dòng chắc có chế độ dinh dưỡng theo trường phái thích gì ăn nấy, với ba vòng eo không thể phân biệt đều sấp xỉ 120, an tọa ngay cạnh chàng. 2 phút sau, thằng bạn nhắn tin lên, tao lại có em ngồi cạnh rồi. Thế là rõ quá ban ngày, thua trắng bụng, chàng tự nhận cái số đi đường của mình nó lận đận. Rồi tàu cũng rú lên một hồi như lợn bị chọc tiết và chạy. Chàng lôi trong ba lô ra tờ báo và đọc. Ở hai ghế đối diện qua lối đi giữa tàu là hai ông bà già, nếu nhìn mặt đoán tuổi theo kiểu game show nhìn hình đoán chữ, đang rất hot trên truyền hình, thì tuổi hai cụ cũng cỡ còm chèm 70. Ông già lôi thỏi kẹo cao su, rút một cái nhai chóp chép, không quên mời bà già bên cạnh. Bà già xua tay, ấy tôi cảm ơn, tôi là cứ phải cái nhà anh này. Nói rồi bà lôi trong túi ra miếng trầu đã chuẩn bị sẵn từ nhà, cũng nhai chóp chép và cười độ lượng, nụ cười như vớt lên từ thế kỷ trước. Tôi hỏi khí không phải, chứ nhà ông về mãi đâu. Bà già xòe hàm răng đen nhức, pha chút đỏ hều của nước cốt trầu hướng về phía ông cụ. Tôi về Nam Định, còn bà xuống đâu? Sao đi một mình, còn cháu đâu cả? Ôi dào, con cháu còn lu bu, bọn chúng quay như chóng chóng, dễ phải Tết mới hết việc. Chúng bay ra sau, tôi vào chăm bẵm cháu, chẳng giấu gì ông có thằng cháu đích tôn mà nhà ở xa cả nghìn cây số. Ở quê hai ông bà già hết đứng lại ngồi, ông nhà biệt phái tôi vào Nam cho yên tâm đấy. Nhưng đi một thời gian lại thấy nhớ nha. Nói ông lại cười, nhớ hơi ông ấy. Cái tuổi già, nghĩ mình ông ấy thui thủi ở nhà cũng nhớ, cũng tồi tội, thế là tôi lại về. Còn tôi thì đi đám cưới thằng Út. Chúng làm công nhân trong này, làm ăn kiểu gì không biết. Mới vào đầu năm cuối năm đã gọi điện kêu bố mẹ vào cưới gấp, không biết chúng yêu ỏ ra làm sao. Chắc lại theo phim ảnh, tôi ở trong ấy suốt ngày ru rú với nhau, chẳng dám bước đi đâu. Vợ chồng thằng cả thì quân quật sớm tới khuya, mà gớm, đường xá có gì mà chúng cứ thích lao ra nhỉ, chỉ bụi với lồ cốt và tắc đường, cứ như chuẩn bị đập trận chống cản ngày xưa. Thành ra tôi ngồi ôm thằng Đích Tôn và tivi mà bật lên, loạn xỉ ngầu, kênh nào cũng thấy yêu, lũ trẻ giờ yếu kinh khủng quá, kênh nét nó chạy đi đầu hết, phải ngày xưa thì ăn đòn gánh cả lượt. Lại còn trai yêu trai, gái yêu gái nữa, thấy mà khiếp, dừng mà đám cưới vui chứ ông. Bà cụ như bắt đúng mạch, được thể chút một hơi dài. Sau những sực nhớ là hơi quá đà, đành hỏi cầu vớt vát. Vui gì bà, nhạc nhẽo đập muốn inh tài, cả 6 đám cưới tổ chức cùng một lúc, công nhân mà, hoàn cảnh cả, thành ra nhà hàng bình dân ngăn ra làm 6. 6 sân khấu chỉ cách nhau bằng dây thừng căng ngang, bên này đang nói thì bên kia mở nhạc, 6 loa thì nhào phát, chẳng phân biệt được đám nào với đám nào. Tôi lên phát biểu, mà nào phải phát biểu, bị biểu thì phải phát thôi. Phát ra cũng không nghe được là mình nói gì, vì hai bên nó át át cả đi, mệt quá đi cày. Nhưng mà cũng xong, mong sao chúng bảo nhau tu trí làm ăn, không thể kéo về quê mà sống, chứ cứ sồi sùng sục như thế, tôi ở 3 ngày ngứa hết cả người. Nói rồi hai ông bà già cười tuế tóa, nhìn điệu cười ông bà già, lão dám chắc các cụ cũng từng vang bóng một thời lắm, nghiêng đình đổ bến sông lắm, thời gian nó kinh thật. Ôi trời sốt ruột quá, tàu gì chạy cứ như gà dù thế này, đụng tí nà rừng, đến cái gà nẻ giữa rừng cũng rừng, đi ngủ, trải chiếu ngủ thôi. Gì mà em cứ lộ ruột lên thế, ngắm cảnh đi, đẹp thế lầy mà. Đẹp gì, chỗ nào chẳng thế, đất nước mình nàng quê nào mà chẳng giống nhau, cây cối ruộng nương và đất đá. Bậy lào, mỗi lời đẹp một kiểu chứ, em chán quá. Tiếng nói qua lại của đôi vợ chồng quá dễ thương, anh chồng cứ nờ thành lờ, chị vợ lại lờ thành nờ, không biết con cái sau này nó sẽ nói theo trường phái nào, hay là song tiếng hợp bích của cả bố và mẹ. Chàng thoáng nghĩ và tỉnh khỏi tờ báo, từ lúc tàu chạy chàng đã ngốn hết 3 tờ báo. Có thể trước khi về tới nhà còn phải đọc hết 2 cuốn sách nữa, nhưng đọc mãi cũng nhức mắt,
tàu chạy y a y ạch, giật lên giật xuống nên cậu chữ cũng thành như có chân, nhảy loạn cả lên. Mà sao tàu mình cứ phải tránh liên tục thế nhỉ? Tức ảnh ách, chị vợ lại tiếp tục. Em đừng kêu lửa được không? Như thế này là sướng lắm rồi, đi xe khách có được ngồi tử tế không? Chúng lại không nhét cho sặc mật ra thì chớ, giá cả thì chém cho lên đến trời, về đến nhà chỉ còn thấy ông bà ông vải. Anh thì lúc nào cũng vô tư được, vô tư cho nó khỏe, may mà mua được vé tàu, cái gì của nhà nước cũng tốt, cũng yên tâm hơn. Anh cổ nỗ vừa thôi, giờ còn ôm nấy nhà nước có mà chết, tàu xe nhà nước gì mà ngày nễ, Tết nhất cũng tăng giá vùn vụt, đáng lẽ đã là nhà nước thì phải giữ giá ổn định chứ, rồi thành phường buồn cả nượt. Không thế có mà nhà nước chết héo, kinh tế giờ nó thế cả chị ơi, nhà nước cũng phải làm kinh tế mới sống được. Anh chàng tiểu đại gia Sài Gòn ngủ gà ngủ gật giờ cũng lên tiếng góp vui, giọng rất đời. Chị vợ vẫn đầu gác lên đùi anh chồng, chân gác lên thành ghế, nói: cái quái gì, rồi cũng đổ lên đầu dân, rốt cuộc chỉ dân nào khổ, dân càng nghèo càng khổ, bọn giàu thì cứ nứt đố đổ vách, bắn không hết, còn dân nghèo có ngóc đầu lên được đâu. Chị vợ nói ban đầu to rồi nhỏ dần như chỉ cho mình chị nghe. Giàu nghèo cũng giống nhau thôi, hơn gì đâu, cũng hơi và ôm, giàu thì đi xe hơi, uống bia ôm, nghèo thì đi xe ôm, uống bia hơi. Anh tiểu đại gia Sài Gòn ngáp ngang và phè ra một câu như nhặt được từ quán nhậu. Chàng và vợ chồng anh Hà Nội uống nước sông Đuống cùng cười hỉ hả và nói như anh chồng là câu nói hay một cách quá đáng hay không chịu được, mãi sau mới chịu được. Tít 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 tít, lại tin nhắn, có vẻ như đi tàu xe ngoài nghe phone thì nhắn tin là việc hay được tranh thủ nhất. Biết vậy nên lũ bạn hay săn sóc, lần này là tin nhắn bằng thơ hẳn hoi. Tình hình liệu có ok, sao lâu chẳng thấy ủ ê nhắn gì. Từ khi có anh di động kể ra cũng tiện, gấp thì alo hay từ từ thì nhắn tin là xong. Và nhiều tên thành dở người, phát tiết thăng hoa dở giọng bút che, tin nhắn cứ câu 6 câu 8, làm như khua phím là ra thơ như gà công nghiệp đẻ trứng. Thấy thơ chàng cũng nhăn chán đạn vài câu đáp trả, con gà tức nhau tiếng gáy, chàng chơi hẳn 4 câu. Mày à, tàu vẫn chạy thông, riêng tao thì đã ê mông lắm rồi, hết đi đến đứng lại ngồi, lần sau quyết sẽ lên trời với máy bay. Nhân phím gửi tin nhắn đi, nhưng rồi lại thấy quay lại, hóa ra không có sóng. Nhìn ra cửa sổ, tàu đang leo đèo, dưới kia là biển, sóng vỗ ì ùng, mà máy trên này không một cột sóng, hay thật. 10 phút sau, tàu lao xuống qua đèo mới có sóng trở lại và gửi tin đi. Tất nhiên tin nhắn gửi đi là những dòng chữ không dấu cho nhanh cho tiện. Người viết sợ độc giả không dịch được nên phải viết đầy đủ dấu. Tiếng Việt nó giàu và đẹp mà, lời các cụ dạy thế. Nếu không dấu nhiều khi từ chữ này nó nhảy tỏ sang chữ khác, có trời mới hiểu là gì. Chả vậy mà hồi năm tư, chàng nhận được tin nhắn của cô em trong xóm trọ rồi tá hỏa. Em đang ở trường, anh đến nhanh đi, em cho, mua lắm rồi. Ai nhìn vào những dòng ấy mà không giật mình, nhưng ý em nó là em đang ở trường, anh đến nhanh đi, em chờ, muộn lắm rồi. Trở lại chuyện chàng nói lần sau sẽ quyết tâm lên trời về máy bay. Khi ra trường đi làm việc, chàng đã tự nhủ tàu xe vậy là đủ rồi. Ông nội thời đánh Pháp đã cùng tiểu đội với mã tấu và bộc phá đánh lật cả tàu chở vũ khí của quân Lê Dương. Đền bố từng năm tiến bằng tàu vào tới ga Vinh, còn bị bom Mỹ ném tan tành, suýt bỏ mạng. Rồi mẹ tuổi đôi mươi cũng một thời nhảy tàu như sóc. Và 4 năm đại học với chàng cũng là 4 năm, vào vào ra ra bằng tàu chợ. Ê ẩm mệt mỏi, quả quyết, thế là đủ, có nghèo cũng phải lên máy bay, lên trời tìm cảm giác thăng thiên. Chàng nghĩ thế, nhưng mải việc, gần ngày về đi mua mới tá hỏa, vé được đặt bán hết nước cả tháng. Đành xếp hàng mua vé tàu mà cũng lên bờ xuống ruộng, ra mật xanh mật vàng mới có được cái ghế cứng. Trời ơi, quá trời sao luôn, giọng anh chồng pha thêm tí Sài Gòn kêu lên. Mệt anh quá, thôi ngủ đi, trải chiếu xuống sàn ngủ đi, 9 giờ tối rồi còn gì. Chị vợ không đói hoài tới trời trăng mây gió, tới khái niệm đẹp mà anh chồng thao thao bất tuyệt từ khi lên tàu. Anh chồng thì xem như đấy là chuyện thường ngày, khẽ cười khì, đứng trên ghế với tay lấy chiếc chiếu và hai con thú bông từ sàn gác đổ xuống. Hai con thú bông giống nhau, hình thù một con sâu xanh, chàng cười. Anh chị có hai cái gối ôm đẹp quá. Đẹp gì, quà Tết của công ty đấy. Tết không trò gì, tặng công nhân toàn hàng thanh ní. Ôm hai đêm chật bụng ra đây. Vừa nói chị vợ vừa sọc tay vào bụng con sâu lôi ra vài sợi bông hóa học, cười cười, nụ cười hồn nhiên. Rồi anh Hà Nội uống nước sông Đuống, trải chiếu và hai vợ chồng xuống nằm dưới sàn tàu trong gầm ghế. Anh bảo chàng qua ghế anh chị nằm mà ngủ, còn ghế kia để anh tiểu đại gia Sài Gòn cho thoải mái. Chàng lấy làm ngại khi anh chị nằm chui đầu vào gầm ghế mình. Chàng nói hai anh chị quay đầu ngược lại, ngại quá. Anh chồng cười, nụ cười vô tư đi, làm gì đâu mà ngại, đừng thả bom xuống dưới này là được.
Lúc này điện thoại trên các toa tàu đã tắt, chỉ còn để bóng ngủ mờ mịt như chút ánh sáng của đom đóm đực. Nhưng sao hai anh chị nằm dưới sàn vẫn chưa ngủ, cứ nghe rục rà rục rịch, chàng không rõ họ đang làm gì dưới đó. Chị vợ kêu buồn ngủ từ trưa mà giờ có vẻ tỉnh như sáo lắm. Chàng chợt nghĩ không biết có cặp nào đi tàu thế này mà làm được cái việc kia không? Đi ghế ngồi còn thế này, liệu đi giường nằm sẽ sao nhỉ? Nghĩ rồi tự rủa, mình vớ vẩn quá, họ vô tư quá, chồng công nhân, vợ công nhân, ở trọ, con nhỏ gửi ông bà ngoại cả năm trời mới về nhà một lần, thế mà vẫn vui. Bất chợt chàng nhớ tới nàng, giờ này liệu nàng đã ngủ chưa? Ở bên ấy nàng có vui được như vợ chồng anh chàng Hà Nội uống nước sông đuống không? Chỉ tại chàng mà nàng ra đi. 25 tuổi, Tết năm ngoái về quê, chàng cùng bố qua nhà nàng chơi. Lâu quá không gặp, chàng giật mình, sao nàng đẹp da và dễ thương vậy? Thời buổi này con gái không tìm đâu thấy sự thuần khiết như ở nàng. Như có luồng địa chạy dọc sống lưng, rẽ ngang vào ngực trái, chàng biết mình đã rung động. Dẫu biết nàng là người không bằng cấp, không nghề ngỗng, nàng mới đi xuất khẩu lao động về. Thời điểm ấy bao quanh chàng có khối em, sinh viên ngân hàng có, kinh tế có, báo chí có. Tất cả các đối tượng ấy hứa hẹn tương lai dễ thấy hơn. Nhưng không hiểu sao chàng cứ bị hình ảnh nàng, hoàn cảnh nàng làm đắm đuối. Nửa tháng ở nhà chàng không tài nào thoát ra khỏi thứ từ trường ấy từ phía nàng, và nàng cũng cảm nhận được. Em nên ô lại và thi một trường nào đấy, cao đẳng hay trung cấp cũng được. Giờ các trường nhiều lắm, toàn thiếu học viên, sinh viên để đào tạo thôi. Chàng nói, em 25 tuổi rồi, luyện học có kịp không? Có gì mà không kịp, 28 tuổi học xong cũng vừa mà. Nhưng em sợ, có gì là chắc chắn. Nàng nói đến thế mà chàng còn không dám chìa mình ra nhận làm điểm tựa. Nó như xuân diệu, là chàng chỉ biết yêu thôi, chẳng biết gì. Chút mơ hồ sợ nàng không làm được le lói. Chàng chần chừ, thế là nàng lại đi. Máy bay cất cánh về phía Mã Lai, chàng mới nhận được tin từ em gái nàng. Thế là hết, dù cố gắng mọi cách chàng cũng không tài nào liên lạc được. Có phải khi mất đi cái gì đó, con người ta mới thấy hết được sự cần thiết về sự có mặt, sự hiện hữu của nó bên mình. Thành ra con người đâu đã là loài tiến hóa, hoàn thiện tới mức hoàn hảo như ta tưởng. Còn cần phải thêm nhiều thời gian để tiến hóa đến tận cùng, để tránh những bi kịch yếu đuối. Bỗng tiếng gà gáy lè tè kéo giật chàng khỏi ý nghĩ. Trên tàu có tiếng gà, kể ra cũng thú thật. Chàng ngước đầu lên, gần như hành khách đã ngủ hết. Anh chàng tiểu đại gia Sài Gòn ở ghế bên, mở miệng ngáy khò khè như bò kéo xe ngược dốc. Nước dãi tràn ra cả một bên mép. Hiện nguyên hình anh nông dân không thể lột xác thành giới thượng lưu thị thành. Dưới gầm ghế vợ chồng anh Hà Nội uống nước sông đuống ngủ say bí tỉ. Ông già bà cụ ở ghế đối diện cũng không tìm thấy dấu hiệu của thức. Bất giác chàng nhận ra, ánh trăng đan loang loáng trên ô cửa toa tàu. Thứ ánh sáng vàng vàng bàng bạc, lấp lóa, không đường nét rõ ràng, thiếu góc cạnh và dứt khoát. Ngày mai chàng sẽ về tới nhà, có thể Tết nàng về lắm chứ. Đúng, chỉ ngày mai thôi, ngày mai ông bà già cụ sẽ về với con cháu, mang theo những ám ảnh về Sài Gòn kinh khủng hơn làng quê Bắc Bộ. Ngày mai vợ chồng anh Hà Nội uống nước sông đuống sẽ gặp cu con, liệu thằng cu con có chấp nhận hai người là bố mẹ nó sau một năm đằng đẵng không thấy mặt. Ngày mai tiểu đại gia Sài Gòn có quyền kinh kiệu ở làng, rồi sau đó là gì nữa không biết. Chàng chỉ nghĩ nhất định đợt này về chàng sẽ gặp nàng, thật dứt khoát phải cho nàng biết chàng đã nghĩ gì suốt năm qua. Chàng thấy nóng lòng kinh khủng, chàng cứ chở mình trằn trọc với ý nghĩ con tàu chạy chậm quá, thời gian chạy chậm quá, chẳng biết bao giờ mới tới được ngày mai. VTC Now.